Xin chào tất cả các em. Cô quay cái video này để cô chia sẻ với các em về cái chủ đề lương của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thì có được tính vào chi phí hợp lý không? Và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thì có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm không? Hai cái vấn đề này là tôi thường xuyên thấy các bạn hỏi tôi. Thì hôm nay tôi quay cái video này để tôi chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là lương của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là không được tính vào chi phí hợp lý các bạn nhé. Và về cái việc đóng bảo hiểm ý, thì như luật bảo hiểm người ta quy định ý, là hợp đồng lao động 1 tháng trở lên là phải tham gia bảo hiểm đúng không? Thế thì lúc này anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ý, thì có ai ký hợp đồng lao động với anh ấy đâu. Mà bây giờ anh ấy mở công ty ra là anh ấy tự làm tự ăn đúng không? Thế nên là anh ấy không thuộc về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm các bạn nhé. Đấy, thế nhưng mà nếu như giám đốc công ty mình mà vẫn muốn đóng bảo hiểm để nay mai được hưởng lương hưu ấy thì vẫn có thể đóng. Nói chung là luật bảo hiểm thì người ta quy định cái đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm đấy, thì các bạn đọc ở trong đấy thì các bạn thấy là người ta chỉ ghi là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm là những người có hợp đồng từ 1 tháng trở lên đúng không? Thế còn nếu mà bây giờ không có cái luật nào cấm là anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lại không được tham gia bảo hiểm cả. Đấy, thế hay là ví dụ như lương mà các bạn hỏi rằng là lương của những người mà không tham gia bảo hiểm thì có được tính vào chi phí hợp lý theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp không ấy, thì các bạn cũng nên hiểu rằng là luật bảo hiểm nó khác với luật thuế. Nếu mà bây giờ các bạn người lao động thuộc về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm mà công ty mình không tham gia bảo hiểm thì nay mai công ty mình sẽ bị truy thu bảo hiểm. Đấy, còn đương nhiên là nếu mà chúng ta đang sử dụng cái người lao động đấy, chúng ta có chi lương cho họ, chúng ta có hồ sơ tiền lương đầy đủ thì đương nhiên là cái chi phí đấy phải là chi phí hợp lý theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.